quý vị, tiếp tục thì chúng tôi cũng nhận được thông tin của khán giả đã phản ánh về kênh truyền hình VTC9. Khán giả sinh sống tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã phản ánh về tình trạng là thời điểm Hà Nội đang giãn cách xã hội tiếp tục thực hiện đến ngày 23 tháng 8. Thành phố đã có những quy định nghiêm ngặt đối với hoạt động của shipper cần có mã xác nhận do Sở Giao thông Vận tải hoạt động cấp. Và xin lỗi là Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp. Thì thế nhưng có những người vẫn lo lắng khi nhiều shipper vẫn chưa được cấp mã nhưng vẫn đang hoạt động. Cụ thể, tại nhiều tuyến phố của Hà Nội, việc các điểm chốt phòng chống dịch Covid-19 được dựng lên kiểm tra người dân ra đường theo đúng quy định. Thế nhưng, người dân đi chợ, mua đồ ăn, lương thực cần có ngày giờ cụ thể, theo đúng phiên lượt. Còn ngoài đường xuất hiện việc một số xe mô tô hai bánh, shipper chỉ hoạt động trên những trục đường chính, né tránh các chốt kiểm soát, hay thậm chí chỉ qua chốt kiểm soát khi lực lượng chức năng nghỉ ngơi. Các shipper còn vượt đèn đỏ, không tuân thủ theo quy định an toàn giao thông. Liệu rằng tất cả các shipper xuất hiện trên đường phố đã được cấp phép theo đúng yêu cầu, cần có công tác kiểm tra xử lý hoạt động trên. Thưa quý vị, việc người dân lo lắng trong thời điểm dịch cũng là điều cần thiết, đúng không ạ? Chính điều như vậy thì chúng ta có thể là tăng cường được ý thức trong việc là phòng chống dịch. Và những thông tin vừa rồi thì cũng đã kết thúc việc chúng tôi là phát sóng trực tuyến trên hệ thống livestream của kênh VTC9. Lúc này khi mà quý vị đang theo dõi thì quý vị có thể chuyển sang TV để chúng ta tiếp tục cập nhật những thông tin tiếp theo của chương trình. Còn nếu như quý vị có bất kỳ thắc mắc hay là có những khuyến cáo, có những vấn đề gì trong đời sống xã hội của mình thì quý vị có thể là gửi về kênh truyền hình VTC9 thông qua địa chỉ là tầng 7 số 23 Lạc Trung. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể gọi đến số hotline đường dây nóng 090 181 2999 hoặc là địa chỉ email của chúng tôi là vtc9 đường dây nóng a@vtc.gov.vn.